là hai quốc gia có chung đường biên giới quốc tế dài nhất trên thế giới, Mỹ đang chịu tác động nghiêm trọng từ những đợt cháy rừng chưa có dấu hiệu kết thúc tại Canada. Bên cạnh đó, thời tiết oi nóng của mùa hè đang làm cho tình hình phức tạp hơn. Tuần qua thì nhiều tờ báo ở Mỹ đã có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng này, cũng như là đưa ra những khuyến cáo để hạn chế các vấn đề về sức khỏe từ khói cháy rừng. Phóng viên Hoàng Hải sẽ thông tin chi tiết qua phần điểm báo sáng nay. Xin kính chào quý vị. Năm nay là mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Canada. Từ cuối tuần này vẫn có hơn 1.000 đám cháy đang hoành hành. Trong đó 660 đám cháy được đánh giá là vượt tầm kiểm soát. Là quốc gia láng giềng, nước Mỹ đang phải theo dõi sát những diễn biến này. Theo CNBC, mùa cháy rừng năm nay được ghi nhận là tồi tệ nhất ở Canada, với hơn 13 triệu hecta rừng đã bị cháy tới thời điểm này. Những khu vực rừng bị thiêu rụi đang có diện tích tương đương như nước Bồ Đào Nha hay Hàn Quốc. Vài tuần gần đây, các cột khói từ hàng trăm đám cháy đã bao phủ nhiều vùng rộng lớn của đất nước, buộc hàng chục nghìn người phải đi sơ tán và gây ra cảnh báo về chất lượng không khí ở các thành phố phía Bắc nước Mỹ. Tờ Thời báo New York đang có hẳn một mục riêng để cập nhật chất lượng không khí và khói cháy rừng. Tình hình mới nhất cho thấy khói mù vẫn bao phủ nhiều khu vực ở Bắc Mỹ và tình trạng ô nhiễm không khí đang tiếp tục lan rộng từ hàng trăm đám cháy rừng khắp Canada. Hiện nay các bang miền Bắc của nước Mỹ đang bước vào nửa cuối của mùa hè, nhưng theo nhận định của các chuyên gia, nếu cháy rừng tiếp tục kéo dài có thể làm gia tăng cảm giác oi nóng và ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Tờ CBS News có bài viết với tựa đề "Mùa hè khói cần bảo vệ chính mình và những người thân khỏi ô nhiễm do cháy rừng". Tác giả bài viết cho rằng hiện nay dù đang ở Minneapolis, Mỹ hay Winnipeg, Canada, hai thành phố cách nhau gần 740 km, đều phải chịu ảnh hưởng của những đám khói cháy rừng không có biên giới, làm ô nhiễm không khí và tạo nên một mùa hè rất khó chịu trong lịch sử. Trong bài viết trên tờ Newsweek, bàn về tác hại của khói cháy rừng từ Canada với thành phố New York, tác giả cho rằng giai đoạn đầu tháng 6, khói từ những đám cháy rừng ở Canada đã nhanh chóng biến bầu trời thành phố New York thành màu cam cháy và gây tác hại tương tự như hút thuốc lá thụ động ở trong nhà. Đối với nước Mỹ, ở khu vực bờ Tây cũng đang xảy ra vụ cháy rừng với quy mô lớn nhất tính từ đầu năm. Các chuyên gia cảnh báo do tác động của biến đổi khí hậu, những đám cháy rừng và tình trạng khói mù như thế này có thể diễn biến phức tạp hơn trong những năm tới. Hoàng Hải, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Và đó là phần điểm báo sáng nay. Ngay bây giờ hãy đến với những tin tức khác của Chào buổi sáng. Tại Trung Quốc, ít nhất 10 người thiệt mạng trong các đợt lũ quét tại thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Hiện tại thì tỉnh Hà Bắc đã sơ tán hơn 1,5 triệu người khi mà những cơn mưa xối xả tiếp tục trút xuống khu vực miền Bắc của Trung Quốc. Tổng cộng có 883 thị xã và thị trấn của tỉnh này đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đến hơn 2,2 triệu người. Cục khí tượng tỉnh Hà Bắc đã ban hành cảnh báo mức cao thứ hai đối với các thảm họa địa chất, trong đó bao gồm cả lở đất ở một số quận của thành phố Bảo Định, cách Bắc Kinh khoảng 150 km. Các trận mưa xối xả lần này được đánh giá là có mức độ nghiêm trọng nhất trong vòng 140 năm qua. Còn tại khu vực Trung và Đông Âu, một số nước cũng đang vật lộn với mưa lớn và lũ lụt. Mưa lớn đã gây ra tình trạng căng thẳng ở miền nam của nước Áo. Chính phủ nước này đã phải phân bổ kinh phí từ quỹ cứu trợ cho các vùng bị ảnh hưởng và đồng thời triển khai sơ tán người dân. Theo dự báo, thì tình hình thời tiết xấu tại quốc gia Trung Âu này có thể sẽ kéo dài cho đến ngày thứ Tư. Còn tại Slovenia, thì ít nhất 2 người đã thiệt mạng do mưa và lũ lụt gây sạt lở. Mưa lớn xối xả không ngừng đã khiến hàng chục nghìn người rơi vào cảnh mất điện và nhiều khu vực bị cô lập. Do mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất, tuyến quốc lộ 8 từ Lào lên gần cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh bị chia cắt. Đến tối ngày hôm qua, nhiều xe tải, xe khách, xe bán tải người Việt đang bị mắc kẹt ở đoạn đường sạt lở này, chưa thể di chuyển. Đoạn sạt lở đường được xác định ở đèo đất thuộc tỉnh Polikamsay, Lào, cách cửa khẩu Cầu Treo 80 km. Các cơ quan chức năng của Lào đang nỗ lực khắc phục để có thể đường được khơi thông trong thời gian sớm nhất, đồng thời khuyến cáo người dân lựa chọn tuyến đường khác để thay thế. Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã báo cáo cơ quan chức năng và liên hệ với nước bạn Lào để tổ chức cứu trợ giúp đỡ những người Việt đang mắc kẹt trên đoạn đường sạt lở.